Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh của Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại cũ nha anh em nhé. Thì hôm nay là ngày 13 thì em lại lên một cái clip giới thiệu bán hàng cho anh em nhé. Hôm nay thì em có chủ yếu là Sony, chủ yếu Sony anh em nhé, toàn hàng zin chất. Em mới về thêm cái dòng siêu phẩm đời cao anh em nhé, XQ1 Mark 3, giá thì đợt này cực kỳ tốt rồi anh em nhé. Để anh em quan tâm cùng xem chi tiết trong video nhé. Có một con Xiaomi Q5 Pro đấy, ok, thì anh em quan tâm đón xem chi tiết trong video nhé. Ok, thì cửa hàng em có địa chỉ ở số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp nhé. Còn anh em xa thì bên em có ship code toàn quốc. Ship code anh em vui lòng cọc trước 1 đến 200 tùy giá trị đơn hàng nhé. Tiền cọc thì em xin trừ thẳng tiền máy. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé, tránh trường hợp mà cháo hàng mất hàng thì anh em cứ kiểm tra hàng đúng hàng thì mới nhận anh em nhé. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm cũng như mua hàng anh em có thể nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại 0765826886 nhé. Máy bán ra bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng, tặng kèm sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình thì tùy máy nha anh em nhé, máy nào có thì em sẽ tặng. Bên em ngoài ra thì có cả làm trả góp nhé, trả góp từ xa qua thẻ tín dụng. Anh em mà có thẻ tín dụng thì làm được trả góp từ xa nhé, còn nếu mà không thì anh em không làm được đâu anh em nhé. Ok. Đấy, đầu tiên thì hôm nay thì em giới thiệu luôn cái dòng mới về anh em nhé, XPA 1 Mark 3, máy này là bản Nhật, Docomo anh em nhé, một sim, hàng thì cực kỳ là chất rồi anh em nhé, máy thì gần như là mới. Dòng này thì em về chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi là thành máy mới nhé, thiếu mỗi cái hộp thành máy mới. Đấy, anh em nhìn chân sạc này gần như là chưa dùng luôn anh em nhé, mới chỉ cắm sạc 1-2 lần thôi. Đây, hàng cực kỳ chất luôn anh em nhé. Con này thì cấu hình thì rất là cao, đến thời điểm hiện tại vẫn rất là cao anh em nhé. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ là 256 anh em nhé. Con này chạy chip Snap 888, màn thì 6.4 inch, độ phân giải là 4K anh em nhé, màn 4K, màn 6.5 anh em nhé, màn 6.5, độ phân giải 4K, có HDR luôn anh em nhé. Và nó nâng cấp dòng của X1 Mark 2 là nó có 120Hz rồi anh em nhé, màn 4K nhưng vẫn có cả 120Hz, cực kỳ sắc nét mượt mà luôn anh em nhìn. Màn thì đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong những con màn hình có điện thoại đẹp nhất nhé. Tỷ lệ của nó là tỷ lệ điện ảnh 219, cho nên sẽ dài anh em nhé, màn dài. Con này thì giá thì em bán cho anh em 9,5 triệu anh em nhé, 9,5 triệu, giá cực kỳ tốt rồi anh em nhé. Anh em nhìn cái cụm camera của nó này, cực kỳ chất lượng luôn, sâu luôn. Đấy, máy thì em về đủ màu cho anh em nhé. Màu này là màu màu kiểu xanh tím than, như xanh đậm, như hơi ánh tím anh em nhé, hơi ánh tím. Trên video thì nó hơi khó nhìn. Đây, còn màu này là màu xám bạc này, xám bạc này. Mặt lưng này là mặt lưng kính nhám anh em nhé, kính nhám thì chống bám mồ hôi vân tay. Đây, còn màu này là màu đen. Tất cả máy đều zin keng nha anh em nhé, zin keng, gần như là mới tinh luôn anh em nhé. Đấy, không có cái gì phải suy nghĩ luôn. Thì cái dòng này rất nhiều anh em hỏi đợt trước nhưng mà em cũng ít khi về được, cho nên đợt này mới về được. Thì anh em nào mà quan tâm thì cứ inbox lại cho em nhé, giá cực kỳ tốt trong thời điểm hiện tại rồi anh em, 9,5 triệu thôi. Cấu hình thì cực kỳ khủng rồi, cầm cực kỳ chất, khác biệt so với dần phần còn lại của những con điện thoại khác anh em nhé. Đấy, ok, 9,5 triệu. Rồi, tiếp theo thì em chuyển sang đến dòng XPA 1 Mark 2. 1 Mark 2 này thì cấu hình nó cũng rất là cao, RAM nó 8GB, bộ nhớ 128 anh em nhé. Màn thì vẫn là 6.5 inch, độ phân giải là 4K, nó có 60Hz thôi. Con này thì pin là 4000, chạy chip Snap 865 anh em nhé, chip Snap 865. Máy thì hình thức tầm khoảng 9899 nhé, tùy máy. Máy 99 này em bán cho anh em giá là 5,8 triệu anh em nhé, 5,8 triệu máy 99. Và máy 98 thì là 5,6 triệu, 5,6 triệu anh em nhé. Đấy, em vẫn còn hai màu đen trắng, 1 Mark 2 vẫn còn đủ hai màu đen trắng anh em nhé. Ok, thì anh em quan tâm màu gì cứ inbox cho em nhé, giá đây thời điểm hiện tại cực kỳ tốt rồi anh em. Để so với thiết kế thì nó cũng gần như nhau, có khác là mặt lưng của con Mark 3 này nó sẽ nhám nhé, mặt lưng Mark 2 thì sẽ là bóng, và cái cụm cam của nó thì con Mark 3 là nó khủng hơn nha anh em nhé. Đấy, anh em cạnh viền thì vẫn là viền vuông này. Đấy, cạnh viền vẫn viền vuông,
Ok, để anh em quan tâm dòng nào cứ inbox cho em nhé. Tiếp theo em giới thiệu đến X35 Mark 2 này. 5 Mark 2 này thì cấu hình cực kỳ tốt trong tầm giá rồi. Cấu hình ngang với cả 1 Mark 2 anh em nhé. RAM 8, bộ nhớ 128, chạy chip 865, màn hình thì 6,1 inch nhưng có 120Hz nhé. Con này có 120Hz. Pin vẫn là 4000, máy thì cực kỳ bóng bẩy luôn. Giá thì chỉ có 4,7 triệu thôi anh em nhé. Màu hai màu này 4,7 triệu anh em. Xanh tím than và màu xám bạc thì là 4,7 triệu. Đẹp 99 keng anh em nhé. Đẹp 99 keng luôn. Đấy. Còn màu hồng, riêng màu hồng thì em bán rẻ hơn anh em nhé. Máy vẫn đẹp nhưng mà rẻ hơn em bán 4,6 triệu anh em nhé. Màu hồng là 4,6 triệu cho anh em. Đấy. Ok, để anh em quan tâm màu gì, hình thức như nào cứ nhắn tin cho em nhé. Máy vẫn zin nguyên bản, áp suất còn đầy đủ anh em nhé. Rồi. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em con này là con 10 Mark 4 anh em nhé. XVA 10 Mark 4, máy mới 100% nhé, có cả hộp luôn. Máy mới 100%. Con này thì điểm mạnh là máy 2 SIM, một SIM vật lý, một eSIM nha anh em nhé. Và pin 5000. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128. Con này thì pin châu. Pin cực kỳ châu anh em nhé. Anh em quan tâm thì quan tâm dòng máy 2 SIM thì dùng con này hợp lý nhé. Giá thì là 6,7 triệu. 6,7 triệu anh em nhé. Ok. Rồi, anh em quan tâm inbox cho em nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu luôn con Xiaomi lẻ đi. Con này là con Q5 Pro này. Xiaomi Q5 Pro, con này thì là hàng gần như mới tinh, khách mới mua được khoảng 3 hôm chán lại bán luôn. Full book đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng theo máy luôn anh em nhé. Con này sạc nhanh 80W luôn. Sạc 80W này. Anh em. Này thì cấu hình cũng khá là cao anh em nhé. RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256. Chạy chip 870 anh em nhé, con này chạy chip 870. Và màn hình cũng có 120Hz, pin là 5000. Đấy. Con này thì anh em mua về khỏi phải nghĩ luôn. Máy cũng gần như mới tinh. Con này em để cho anh em giá 5,2 triệu anh em nhé, 5,2 triệu. Đấy. Máy cực kỳ đẹp. Cấu hình cao. Con này chơi game thì không phải nghĩ luôn anh em nhé. Đấy. Ok, anh em quan tâm với inbox nha. Ok, thì tiếp theo em chuyển sang đến dòng là XVA 5. 5 này 5 kiểu 5 Mark 1 anh em nhé. 5 Mark 1 này thì anh em. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ 64, chạy chip 855 anh em nhé. Màn hình là 6,1 inch, pin 3300. Hình thức cũng tầm khoảng 99% anh em nhé. Con này cũng là màn 219 nha anh em nhé, chiều dài. Giá thì đợt này cực kỳ rẻ rồi. 3,2 triệu rồi anh em nhé, 3,2 triệu. Đây, đèn trắng này anh em, 3,2 triệu anh em nhé. Còn màu đỏ này em bán cho anh em giá 3,1 triệu luôn. 3,1 triệu màu đỏ anh em nhé. Ok, anh em quan tâm màu gì cứ inbox cho em nhé. Tiếp theo thì chuyển sang đến XZ3 này. XZ3 này thì RAM 4GB, bộ nhớ 64, chip 845 anh em nhé. Màn hình là 6x, độ phân giải là 2K. Con này màn hình cong anh em nhé, màn hình cong. Điện thoại Xiaomi duy nhất có màn hình cong này. Thì anh em cần trải nghiệm một con màn cong thì lấy con này hợp lý anh em nhé, màn cong. Giá thì là 2,6 triệu anh em nhé, 2,6 triệu. XZ3 này thì em vẫn còn đủ màu cho anh em lựa chọn nhé. Đèn trắng rồi là xanh rêu là màu đỏ. Đủ hết anh em nhé. Đây, 4 màu. Đủ 4 màu anh em lựa chọn nhé. 2,6 triệu đồng giá luôn. Em quan tâm màu gì cứ inbox cho em nhé. Rồi, cuối cùng thì em chuyển sang này, con này là con nào? Con này là con XZ2 PBU mà anh em nhé. Z2 PBU, con này RAM 6, bộ nhớ 64, chip 845, màn hình là 5,8 inch, độ phân giải 4K, con này màn 4K anh em nhé. Pin là 3500, hình thức đẹp 99. Này cầm cực kỳ chắc tay anh em nhé, lặng. Này để cho anh em giá 2,5 triệu anh em nhé, 2,500,000. 2,500,000. RAM 6 thì anh em chơi game cũng khá là thoải mái rồi. Ok,